năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết đã xét xử thêm 30 đối tượng tham gia cuộc bạo động hôm ngày 10 tháng 6 tại Bình Thuận. Những người này bị kết án sơ thẩm từ 2 đến 3,5 năm tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, khi cư dân tại nhiều địa phương biểu tình vào ngày 10 tháng 6 để phản đối dự luật đặc khu kinh tế, những người này đã dùng gạch đá, bom xăng để phá hủy cổng và nhiều cơ sở vật chất của trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, phá hủy nhiều xe gắn máy và xe hơi, tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, gây ách tắc giao thông và hỗn loạn. Trong tuần qua, một số tổ chức, cá nhân chống đối đã tìm cách viện trợ cho gia đình các đối tượng này dưới danh nghĩa làm từ thiện. Cụ thể, ngày 30 tháng 10, quỹ 50K của Nguyễn Thúy Hạnh đã nhờ người chuyển 24 triệu Việt Nam đồng cho 8 gia đình bị cáo. Khi công an tịch thu số tiền này, Hạnh dùng Facebook cá nhân để tuyên truyền rằng công an đang khủng bố người nhận giúp đỡ, chiếm đoạt tiền của nhà hảo tâm. Trong post của mình, Hạnh gọi người nhận tiền là những gia đình phan rí đang gặp khó khăn, thay vì nói thẳng họ là gia đình của những người tham gia bạo động. Hưởng ứng Hạnh, nhiều cá nhân chống đối khác đồng loạt viết rằng công an Bình Thuận đang hành xử côn đồ, cướp tiền của dân, trong khi bản chất của vụ việc lại hoàn toàn khác. Khi RFA tiếng Việt đưa tin về phiên tòa ngày 31 tháng 10, họ cũng phỏng vấn Nguyễn Thúy Hạnh về việc tịch thu tiền từ thiện trên. RFA và Hạnh nhấn mạnh rằng các bị cáo có gia cảnh khó khăn để tận dụng sự thương hại của độc giả. Ngoài ra, RFA nhấn mạnh rằng cho đến nay đã có gần 100 người bị kết án vì vụ bạo động hôm 10 tháng 6 ở Bình Thuận. Xã hội Việt Nam không thiếu người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, quỹ 50K của Nguyễn Thúy Hạnh không hỗ trợ những người này mà lại hỗ trợ các đối tượng bạo động ở Bình Thuận. Khi làm vậy, phải chăng Hạnh muốn khuyến khích hành vi bạo động bất hợp pháp hoặc muốn tạo chế độ đãi ngộ, chính sách cho những nhà chống cộng phạm tội này? Nếu nhìn vấn đề theo cách này, ta sẽ thấy công an đã hành xử hợp lý khi tịch thu số tiền tài trợ của Hạnh. Nếu Nguyễn Thúy Hạnh muốn giúp đỡ gia đình các đối tượng bạo động ở Bình Thuận, Hạnh nên khuyên họ ngừng trở thành con tốt thế của các tổ chức chống cộng ở nước ngoài. Càng đem tiền tài trợ đến cho họ, Hạnh càng biến họ thành con nợ của các nhà hảo tâm, giúp nhà hảo tâm biến họ và những người dân nghèo, ít học khác thành con túc thí. Theo biểu đồ thống kê lượng tìm kiếm trên Google, thì